Chào các bạn, tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm làm say lòng độc giả bao thế hệ như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ, Hà đỏ, Cô gái đến từ hôm qua, Chú bé rắc rối. Truyện của ông được tái bản liên tục và chưa bao giờ giảm sức hút với những người yêu mến chất văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhắc về tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, ông chia sẻ: Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai từng là trẻ em. Sở dĩ ông nói vậy vì trong truyện này có chứa 15 bài học bùi ngùi. Điểm sách hôm nay Trạm Đọc sẽ điểm qua 15 bài học mà ông đã nhắc tới nhé. Bài học đầu tiên là bài học về nỗi buồn. Nhiều người sợ nỗi buồn, nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút một. Bài thứ hai về tư cách. Thực ra thì tư cách cũng cần cài nút, nhưng lúc quên cài thì chúng ta thường không thấy cảm giác nhột nhạt. Nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách. Bởi quần áo lụm thụm dễ dàng bị người khác phát hiện, còn sự lụm thụm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn. Và khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa. Tiền bạc cũng trở thành một bài học trong cuốn sách này. Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi rằng giữa sức khỏe, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất? Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khỏe. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công. Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu, dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khỏe. Tiếp theo là những kế hoạch trong tương lai. Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp lại. Người ta gọi nó là sự ổn định. Một công việc có thể sắp đặt trước, một sự nghiệp có thể tính toán trước là niềm ao ước của rất nhiều người, nhiều quốc gia. Tất nhiên sẽ thật là hay nếu tiên liệu được chỉ số tăng trưởng kinh tế của một đất nước. Nhưng nếu bạn cũng tiên liệu chính xác như thế về chỉ số tăng trưởng tình cảm của bản thân thì điều đó có khi lại chán ngắt. Tôi từng thấy có nhiều người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc đời mình. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lập gia đình, 27 tuổi mở công ty, 30 tuổi sinh con đầu lòng, vân vân và vân vân. Thật xít sao, nhưng một khi cuộc đời của một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế, thì nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính, liệu bạn có bão hòa về cảm xúc hay không? Bài học thứ 5 về sự đánh tráo khái niệm. Nhưng khi tôi đã trở thành người lớn, thì tôi phát hiện ra người lớn cũng rất thích chơi trò này. Tất nhiên với một mục đích hoàn toàn khác. Người ta gọi hối lộ là tặng quà trên mức tình cảm, gọi những hành vi sai trái là thiếu tinh thần trách nhiệm, gọi tham ô là thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng, vân vân và vân vân. Mục đích của sự đánh tráo khái niệm là đẩy vô chỗ mù mờ những gì đang vô cùng sáng rõ. Với cách thức điển hình là dùng một cụm từ phức tạp và có thể hiểu sao cũng được để gọi một sự việc mà người ta hoàn toàn có thể gọi đích danh bằng một từ ngắn gọn, đơn giản và minh bạch đến mức dù muốn cũng không ai có thể hiểu khác đi. Cứ theo cung cách đáng ngại này, một ngày nào đó rất có thể người ta sẽ phát giải Nobel vật lý cho người nào có khả năng gây ra một lực tác động có chủ ý khiến vật chất chuyển động từ vị trí này sang vị trí khác mà khách thể không hề hay biết, trong khi cái cụm từ mỹ miều sang trọng đó thực ra là để chỉ tên móc túi. Bài học về chuyện nấu nướng. Khi lớn lên, tôi vẫn thấy chuyện nấu nướng khá là quan trọng trong đời sống vợ chồng. Tất nhiên chuyện nội trợ chẳng đóng vai trò gì đáng kể trong quá trình yêu nhau giữa một chàng trai và cô gái. Từ trước đến nay, có hàng ngàn cuốn tiểu thuyết Đông Tây Kim Cổ viết về đề tài tình yêu, nhưng chẳng có cuốn nào đề cập đến một mối tình, trong đó chàng yêu nàng vì tài làm bếp, hoặc chàng bỏ rơi nàng vì món súp nàng nấu quá mặn. Romeo bất chấp sự hiềm khích giữa hai dòng họ để đeo đuổi Juliet, chắc chắn không phải vì món chả cá của cô ta. Điều đó chẳng có gì sai, vì các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó, tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo. Yêu dứt khoát phải mộng mơ hơn ăn, như trái tim nhất định phải cao quý hơn dạ dày. Chiếc tivi cũng là một bài học. Đôi khi bạn bảo im thì vợ bạn không những không im mà còn quát to hơn, đến mức có cảm giác mọi chiếc tàu ngoài Thái Bình Dương đều nghe thấy. Lúc đó người phải im chính là bạn. Không biết bạn thế nào, chứ tôi thì tôi từng có trong nhà một chiếc tivi cũ kỹ do bố vợ hụt tặng tôi lúc tôi đồng ý không tiếp tục theo đuổi con gái ông. Đó là chiếc tivi cà tàng đến mức tôi phải vung nắm đấm nện thình thình thì nó mới chịu nói. Và khi muốn tắt thì tôi phải nện cật lực thêm một lần nữa.
cho đến lúc hai bàn tay đỏ như như là vừa bước ra khỏi sàn đấu quyền Anh. Còn tí súng không có chút gì giống như vậy. Nếu không coi lối ví von sau đây là bất nhã, thì con tí súng là một chiếc tivi mà khách tiêu dùng nào cũng ao ước. Nó chỉ thua chiếc tivi thật ở chỗ nó không biết ca hát, không biết dự báo thời tiết lẫn bình luận thể thao, cũng không biết tổ chức các trò chơi có thưởng. Nhưng nó hơn xa chiếc tivi ở khía cạnh trung thực. Màu sắc trung thực, tâm hồn trung thực, lời ăn tiếng nói cũng trung thực. Nhất là volume không bao giờ bị hỏng, hoặc nếu không thể không hỏng theo thời gian thì đó là bộ phận chỉ hỏng cuối cùng sau những bộ phận khác. Bài học tiếp theo về cái chai. Nếu tôi là trái đất, đôi khi tôi lẩn thẩn nghĩ tôi sẽ không cam chịu sống một cuộc sống máy móc và đơn điệu như thế. Tôi sẽ không thèm quay nữa, hoặc là tôi sẽ tìm cách quay theo hướng khác. Mặc mọi thứ ra sao thì ra, nhưng tôi không phải là trái đất. Tôi là thằng cu mùi. Khi khát nước, tôi không thèm rót nước vô ly nữa. Tôi rót nước vô chai xá xị. Những chai xá xị uống xong, mẹ tôi chất hàng đống trên đầu tủ, chờ bán cho các gánh ve chai. Tôi uống nước trong chai, thấy thú vị làm sao. Hải cò qua nhà tôi chơi, thấy vậy ba chân bốn cẳng chạy về nhà, nằng nặc đòi mẹ nó mua cho xá xị cho nó. Xưa nay nhà Hải cò không bao giờ uống các loại nước ngọt đóng chai. Mẹ nó bảo các loại nước ngọt toàn chất hóa học, có họa là điên mới nốc ba cái thứ độc hại đó vào người. Nhưng thằng Hải cò bù lu bù loa ghê quá, bà đành ra chợ tha về cho nó một chai. Mỗi đồ vật có chức năng riêng, và đây là một bài học. Nhiều đứa trẻ khác đội nón cứ thích quay ngược lửa trai ra đằng sau. Nhiều đứa trẻ khác nữa thích dùng bút để đọ gươm và xé giấy tập để xếp tàu thuyền hơn là dùng thứ này để viết lên thứ kia. Nếu có thời gian tìm hiểu, hẳn tôi sẽ tìm thấy những chú bé thích rót nước vô chai và xới cơm vô thau. Chắc chắn thế, thật là sáng tạo, những đứa trẻ đó. Chúng làm vậy chẳng qua chỉ là để cho đời bớt nhạt, lý do mới lành mạnh làm sao. Nhưng người lớn lại coi là ngổ ngáo, ngược đời và không giống ai. Những điều mà bọn trẻ chỉ đơn giản coi là thú vị, người lớn sẽ nói hết sức nghiêm khắc. Này con, khi nào phải rượt đuổi ai hoặc bị ai rượt đuổi, con người mới phải chạy. Khi nào cần vượt qua một chướng ngại vật như vũng nước hay mô đất, con người mới phải nhảy. Còn lúc khác, những người đúng đắn đều đi đứng khoan thai, chẳng đứa trẻ ngoan nào lại nhảy như cốc hoặc đi trên gờ tường như thế kia. Người lớn tiếp tục bảo ban, người ta tạo ra cái lưỡi trai là để che nắng cho gương mặt, chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới quay ngược cái nón là như thế. Tới lần thứ ba thì người lớn răn đe, tao sắm tập bút để mày đánh nhau và xé làm đồ chơi hả thằng kia. Chẳng qua so với người lớn, trẻ còn sống trong một bầu khí quyển khác và dưới một thứ ánh sáng khác. Ở đó bọn trẻ tiếp cận thế giới theo cách của chúng, nghĩa là chúng không nhìn mọi thứ chung quanh dưới khía cạnh sử dụng. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa trẻ con và người lớn. Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn vào hai chữ chức năng. Bạn lật bất cứ một cuốn từ điển nào của người lớn mà coi, người ta định nghĩa thế giới này bằng chức năng và chỉ bằng chức năng thôi. Áo để mặc, ghế để ngồi, răng để nhai và lưỡi để nếm. Trẻ con không quan tâm đến chức năng, đơn giản vì trẻ con có kho báu vô giá, óc tưởng tượng. Thất tình cũng là một bài học mà ai cũng sẽ trải qua. Bây giờ sau nhiều lần yêu, tôi nhận ra rằng không phải một cô Dung nào đó thay thế một cô Tủng nào đó trong một trái tim một chàng cu mùi nào đó sẽ làm hỏng định nghĩa về tình yêu. Mà vấn đề là khi một cuộc tình vừa đổ vỡ thì ngay sau đó người ta không thể nào hào hứng bắt đầu một cuộc tình mới nếu vết thương lòng chưa kịp lành miệng. Cũng như người ta không thể tiến hành tốt một cuộc chiến tranh trên đống đổ nát của cuộc chiến tranh trước đó nếu không có thời gian để hồi phục. Đức tin cũng là điều quan trọng. Sau này tôi dần dần khám phá ra rằng nếu khi còn bé tôi thường xuyên đau khổ vì không được làm những gì mình thích thì khi lớn lên tôi lại rơi vào những nỗi khổ đau khác vì có quá nhiều tự do để làm những điều mình thích. Mà so với trẻ con thì những ý thích bốc đồng của người lớn thường là ngu ngốc và nguy hiểm hơn nhiều. Người lớn tất nhiên cũng có những người lớn của mình. Nếu những nguyên tắc đạo đức là bà mẹ thì những nguyên tắc luật pháp là ông bố của người lớn. Một bên đưa ra những khuyên giải nhẹ nhàng, một bên suốt ngày hầm hè và thốt ra những lời răn đe. Nhưng cũng giống như trẻ con, người lớn không phải lúc nào cũng biết vâng lời bố mẹ. Vì vậy mà tôn giáo xuất hiện. Tôn giáo xét về phương diện nào đó cũng là đạo đức và pháp luật. Nó khuyên làm điều này, cấm điều kia. Nhưng vì tôn giáo xây dựng trên đức tin, nên con người ta làm theo mà không thắc mắc. Theo kiểu con cái hay thắc mắc trước những mệnh lệnh của bố mẹ. Bởi một thực tế là nếu không còn ai tin nữa, thì con người cũng khó mà yên tâm về sự tồn tại của mình trên cõi đời. Đối với một đứa bé, ngôi nhà rất quan trọng. Một đứa bé sống trong nhà mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Nó không thể chạy khỏi nhà mình vì điều đó sẽ làm nó đau đớn. Cũng như một con thỏ không thể chạy ra khỏi bộ da của mình. Chỉ có người lớn mới làm được điều kỳ cục đó.
Trong một số trường hợp, bản ngã có thể biến thành tha nhân. Lớn lên tôi nghe các triết gia kháo nhau như thế. Tình yêu và hôn nhân cũng quan trọng không kém. Bây giờ con tôi cũng hay hỏi tôi về tình yêu. Tự nhiên tôi nhớ đến con Tuấn và nói, tình yêu là một cuộc rượt bắt, nhưng trong nhiều trường hợp, ta cố rượt theo người này, nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác, con à. Con tôi may mắn hơn nhiều người, nó đã bắt đúng người mà nó rượt, hay rượt nó. Thế nhưng nó vẫn lo lắng. Người ta bảo hôn nhân là mồ chôn tình yêu, có đúng không hả ba? Tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân êm đẹp của con Tí Súng, nhún vai đáp. Hôn nhân không chôn ai hết, chỉ có người chồng và người vợ chôn lẫn nhau nếu họ muốn như vậy. Thế tại sao? Tôi cắt ngang câu hỏi của con tôi. Con ơi, những cặp vợ chồng tan vỡ là những người nghĩ rằng hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu, trong khi thực ra nó là điểm bắt đầu. Tôi nhìn vẻ ngơ ngác của con tôi, cố tìm một cách diễn đạt dễ hiểu. Trước khi cưới nhau, con người ta chỉ tập yêu nhưng chưa thực sự biết yêu. Yêu là thứ con người ta cần phải học và cần phải nỗ lực suốt đời con à. Hôn nhân sẽ dạy người ta yêu. Tất nhiên là có những người không học nổi, hậu quả là họ bị đuổi khỏi hôn nhân như những học sinh lười bị đuổi ra khỏi trường. Trẻ con đặc biệt yêu động vật. Trẻ con không bao giờ nhìn chó như nhìn một món ăn, dù gươm kề cổ. Tôi, thằng Hải Cò và con Tí Súng không thể nói với hoàng tử bé, thịt của bạn ngon lắm. Mọi đứa trẻ khác cũng không thể nói với một con chó khác những lời như thế. Món chè, món ăn yêu thích của mọi lứa tuổi. Tôi ngồi nhìn nó múc từng muỗng chè đưa vô miệng mà muốn khóc. Con Tuấn không khóc, nó mê mãi ăn. Nó ăn một lèo ba chén chè. Sau này tôi mới biết bọn con gái khi buồn khổ thường ăn nhiều. Có đứa nhờ thất tình mà mập lên. Có vẻ như khi không còn dịp nói những lời yêu thương, cái miệng đã hồn nhiên quay lại với chức năng nhai và nuốt. Nhiều cô bạn vừa ly hôn nói với tôi, ăn vậy thôi, chẳng thấy ngon lành gì, nhưng cơ thể cứ đòi hỏi phải ăn. Hay thức ăn là thứ có thể lấp đầy nỗi buồn chăng? Đối với độc giả, tác phẩm này như là một tấm vé để được trở về tuổi thơ. Chiếc vé đi tuổi thơ đó, bạn cứ giữ kỹ trong túi áo vì không có người soát vé trên chuyến tàu đặc biệt này. Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác đi, lúc nào mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách dịu kỳ. 8 tuổi vẫn là trong trẻo lắm, vẫn khát khao cuộc sống cho dù lúc 8 tuổi bạn có thể rầu rầu nói. Một ngày tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. Câu nói yếm thế đó của một đứa trẻ có thể bắt đầu một cuốn sách vui nhộn. Nhưng bây giờ đã lớn, nếu một ngày bạn cảm thấy sự bế tắc của cuộc sống gieo vào đầu bạn ý nghĩ ảm đạm đó, thì rất có thể đó là khởi đầu một câu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép lại trước mắt bạn. Vì vậy, để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn. Tôi đã nghĩ như vậy khi ngồi cặm cụi gõ cuốn sách này. Ai cũng đã đi qua rồi một thời hồn nhiên, chẳng biết hãm hại người khác là gì, một thời vô tư với biết bao ước mơ ngây thơ. Quyển sách này chính là chiếc vé đưa bạn đọc về tuổi thơ của mình, về với thời tử tung tử tác, thời mà bạn cảm thấy thế giới này vui vẻ biết bao nhiêu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin chào và hẹn gặp lại!